Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube. Trong video này thì mình sẽ chỉ cho quý chị và các bạn cái cách xem nhà phát hành họ công bố cái phiên bản Camtasia mới và kèm theo những cái thay đổi mà họ đã liệt kê. Thì trên Google các bạn chỉ việc cần gõ Camtasia History và chọn cái dòng đầu tiên, đó là Camtasia Windows Version History này ha. Thì các bạn sẽ vào được cái trang như thế này. Ở đây thì đây là nơi để nhà phát hành cung cấp những thông tin về các phiên bản Camtasia qua các thời kỳ. Ví dụ như ở phiên bản mới nhất của chúng ta là 2018 1.7 nè. Thì điều này biết các bạn biết rằng ở thời điểm hiện tại các phiên bản nào là phiên bản mới nhất, và những cái phiên bản cũ thì họ cũng liệt kê cho các bạn những cái tính năng thay đổi trong từng cái phiên bản ha. Ví dụ như trong phiên bản 2018.1.6 thì họ thay đổi rất là nhiều nè, sửa lỗi những cái tính năng thêm thắt vào thì họ liệt kê. Thì bạn chỉ việc copy cái dòng này lên Google dịch để xem họ thay đổi về cái gì, hoặc là bạn nào giỏi về tiếng Anh thì có thể tự dịch. Sau khi đã biết được cái thông tin phiên bản và thông tin những cái thay đổi thì bạn có thể chọn cái phiên bản nào phù hợp. Nếu như bạn chọn phiên bản mới nhất thì bạn có thể vào cái phần Product và chọn Free Trial để tải phần mềm này về ha. Mỗi khi bạn tải từ trang chủ thì mặc định bạn tải cái phiên bản mới nhất tại thời điểm mà bạn tải. Còn nếu như các bạn không muốn tải trang chủ thì bạn chỉ việc gõ Camtasia 2018.1.7 trên Google và tải về. Thì đây là cái cách xem thông tin phiên bản và thông số cập nhật của nhà phát hành. Còn nếu như bạn nào muốn xem phiên bản Mac thì ở bên dưới ha, nó có hai phiên bản Windows và Mac. Rồi thôi, trong video này thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách xem phiên bản mới và những cái thay đổi khi mà mỗi lần nhà phát hành cập nhật phiên bản mới. Thì phần mềm mà thời gian nó sẽ thay đổi và từ từ nó sẽ cập nhật lên. Và sắp tới năm 2019 thì có lẽ phiên bản sẽ là 2019.0 hoặc là 2019.0.1 vân vân, thì từ từ nó lên. Thì bạn biết rằng là bạn coi cái phiên bản mới ở đâu ha, gõ Camtasia History và chọn cái dòng đầu tiên, và nếu thích thì có thể tải từ trang chủ về. Nếu như bạn thấy video này có ích thì hãy nhấp nút đăng ký bên dưới video này để cập nhật thường xuyên những video mới nhất. Xin chào.